Đây là cung thể thao Tiên Sơn, tức là nhà thi đấu thể dục thể thao Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng. Có hình dáng một chiếc đĩa bay và được xem là một trong những nhà thi đấu thể dục thể thao lớn nhất, rộng nhất với khoảng 3.000 chỗ ngồi, hiện đại nhất, mới nhất của Việt Nam hiện nay. Nếu tôi không lầm thì cung thể thao Tiên Sơn được xây dựng vào năm 2010 hoặc là 2011 thôi. Hình dáng có một chiếc đĩa bay, hình dáng một chiếc đĩa bay và đây là hình dáng của nhà thi đấu thể thao độc đáo nhất Việt Nam hiện nay. Khu này là khu xung quanh. Bên kia là nhà thi đấu thể thao dưới nước. Ở đây chúng ta nhìn được toàn cảnh nhà thi đấu thể thao Tiên Sơn, hình dáng chiếc đĩa bay. Đây là cổng số 3, cổng chính vào cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Mặt sàn đều được trải thảm. Mặt sàn đều được trải thảm. Có thể nói cung thể thao Tiên Sơn là cung thể thao rộng nhất, hiện đại nhất và có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam hiện nay, và mới được đưa vào khai thác sử dụng khoảng 6-7 năm mà thôi. Đây là bên trong nhà thi đấu thể thao Tiên Sơn, hay còn được gọi là cung Tiên Sơn của thành phố Đà Nẵng, một trong những cung thể thao lớn nhất, có sức chứa rộng nhất với khoảng 3.000 chỗ ngồi và hiện đại nhất, cũng như có kiến trúc lạ mắt nhất Việt Nam hiện nay với hình dáng của một chiếc đĩa bay. Nếu tôi không nhầm thì cung thể thao Tiên Sơn mới được đưa vào khai thác từ năm 2011 hoặc là sớm nhất là năm 2010, nhưng mà dường như là nó bắt đầu được khai thác vào năm 2012, khi mà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức tại đây. Như vậy là đến năm 2018 này nó mới được đưa vào khai thác khoảng 6 đến 7 năm. Và rõ ràng đây là nhà thi đấu thể thao, cung thể thao rộng nhất, hiện đại nhất, mới nhất ở Việt Nam. Đây là cửa D6, nhưng mà đáng buồn là ngay cửa D6 đây, sau một trận mưa thì đã bị dột. Quý vị có thể nghe thấy tiếng nước chảy, nước dột, tanh tách tanh tách. Đây rõ hơn, hai chỗ dột. Chỗ này chỉ dột nhiều nhất này. Nước lênh láng ra sàn này. Đó. Chỗ này thì dột ít hơn, hai chỗ dột. Trận mưa này cũng không phải lớn lắm. Chưa hết, đây một chỗ dột thứ ba nữa. Đây là hành lang ở trên hành lang bao quanh ở trên tầng 2. Nước đã linh láng ra đến tận đây rồi. Nó chảy đến đây. À không, đây là tầng 3 chứ, đây. Cửa D ở tầng 3. Và rõ ràng đây cũng không phải là một trận mưa quá lớn. Nếu mà mưa lớn hơn nữa thì không biết là như thế nào. Đầu tiên nghe nước chảy róc rách thì tôi tưởng nghe nhầm.
Vâng, ở dưới tầng 1, nơi cửa chính đi vào thì cung thể thao Tiên Sơn rất hiện đại khi mà sàn được lót thảm. Đây, nước đang cạn đầy rồi. Ở đây cũng có một chỗ rộn nữa. Nước cái lênh láng. Nước đây. Nước không róc rách ngay chỗ cái bốt phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là cửa D tầng 3 này. Hy vọng là sẽ không có thêm chỗ rột nữa. Lúc này là chừng khoảng hơn 5 giờ chiều. Và trời thì vẫn đang mưa, nhưng mà mưa nhỏ thôi. Như vậy nếu không sớm sửa chữa thì chắc chắn cái đĩa bay này sẽ bị xuống cấp rất nhanh. Đấy, nước chảy róc rách là đáng buồn. Lại có thêm chỗ rột nữa rồi. Đây là cửa C tầng 3. Tôi tưởng là chỉ có khu vực cửa D tầng 3 và gần cửa D tầng 3 thì mới bị rột hai chỗ thôi. Ai dè, đây. Cửa C tầng 3 cũng bị rột. Nước đang chảy tong tong xuống sàn. Có điện không rõ đây, nó chảy hết ra đây rồi. Ồ, nó chảy đầy, nó thấm vào tường rồi. Đây. Ngay tường, thấm vào tường rồi. Thật đáng buồn. Đây, lênh láng vào đây rồi. Đĩa bay cũng bẩn quá, không có ai quét dọn. Đây, nhìn đây. Như vậy là có đến 4 chỗ bị rột rồi. Hy vọng là sẽ không gặp thêm chỗ bị rột nữa.